Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa, ngày 14 tháng 7, học trò chẳng những học ở trường, học trong sách mà còn cần học trong công tác phục vụ nhân dân một cách thực tế nữa. Là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài Kết hợp học với hành đăng trên báo Nhân dân, số 498, ngày 14 tháng 7 năm 1955. Đây là năm đầu tiên miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, bắt tay vào khôi phục kinh tế, tiếp tục cải cách ruộng đất, thực hiện người cày có ruộng, nhằm mục đích củng cố hòa bình, tiến tới giành độc lập, thống nhất nước nhà. Thông qua bài viết Hồ Chí Minh nhắc nhở cả người dạy và người học phải quán triệt và hiểu sâu sắc ý nghĩa của việc học, không chỉ học ở trong nhà trường, ở trong sách mà còn phải học ở mọi người. Học tập là quá trình tiếp thu, thấm nhuần những tri thức được đúc rút từ thực tiễn cuộc sống và đem những tri thức đó áp dụng vào thực tiễn để cải tạo thực tiễn và thúc đẩy sự phát triển của thực tiễn. Lời dạy của người được Đảng ta vận dụng sáng tạo trong lãnh đạo sự nghiệp giáo dục và đào tạo, coi đây là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, nhà nước và của toàn dân, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học học đi đôi với hành lý luận gắn với thực tiễn giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội chú trọng nâng cao chất lượng và phát triển một nền giáo dục thực sự vì con người vì cuộc sống vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội lời dạy của chủ tịch hồ chí minh có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động dạy học trong các nhà trường quân đội và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu ở các cơ quan đơn vị đòi hỏi phải quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt phương châm cơ bản thiết thực vững chắc ba quan điểm tám nguyên tắc sáu mối kết hợp trong huấn luyện tập trung huấn luyện bảo đảm đồng bộ chuyên sâu sát thực tế chiến đấu huấn luyện toàn diện lấy thực hành làm chính coi trọng huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị mới huấn luyện đêm huấn luyện sát với đối tượng tác chiến địa bàn khu vực phòng thủ đồng thời làm tốt công tác sơ tổng kết để rút ra những kinh nghiệm hay cách làm sáng tạo hiệu quả để bổ sung vào các tài liệu không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả toàn diện công tác giáo dục đào tạo và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới nội dung video đến đây là hết xin cảm ơn các đồng chí mọi người đã theo dõi hẹn gặp lại các đồng chí mọi người nội dung ngày tiếp theo các chú bộ đội xin chào mọi người mọi người yêu quý các chú thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để nhận thông báo video các chú bộ đội đăng lên sớm nhất nhé